Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 106 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 106 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bấy giờ, Cư Xương Canh không khỏi nảy lên sát khí trong lòng. Đại phạm âm lôi tự phía sau trang cổ đạo cũng chuyển tới từng tiếng chuông du dương. Tôn Trọng Thư, người như thế này, sau khi trưởng thành lên khẳng định là cực kỳ đáng sợ, làm cho bọn họ không tự chủ được mà sinh ra sát khí. Trọng Thư huynh tương lai nhất định sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nếu là đối thủ của người như vậy, khẳng định ngay cả ngủ cũng không ngon giấc kìa. Diệp Húc không khỏi tán thưởng ở trong lòng. Hạ gia tới. Trong Mục Vương Thành đột nhiên vang lên từng tiếng người kêu lớn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong hư không đột nhiên dao động kịch liệt. Trong không trung xuất hiện một tấm trận đồ thật lớn, vô số núi lớn di động ở trên không trung, lại có một tòa thanh đồng cung điện tọa lạc ở giữa những dãy núi. Tây Hoàng Chỉ Báo, Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Diệp Húc a nhẹ lên một tiếng. Tấm trận đồ này đúng là Thiên Sơn Thanh Điện Đồ mà lần trước hắn đã từng gặp ở Đại Mạc Tây Hoang. Lúc đó, bảo vật này bị cao thủ Trung Châu Hạ Gia từ xa xa tế khởi ảo ảnh thiên đình đoạt được từ trong tay của Minh Hà giáo chủ. Trận đồ này mà toàn lực triển khai bao phủ ngàn dặm, những dãy núi cùng cung điện nguy nga đổ sộ. Lúc đó, trong mắt của Diệp Húc thì Thiên Sơn Thanh Điện Đồ uy lực khảo hãn vô cùng, mà lúc này Diệp Húc kiến thức rộng rãi, kiến thức nhiều trọng bảo, thậm chí ngay cả bất diệt chi bảo cũng gặp nhiều, nhưng mà uy lực của Thiên Sơn Thanh Điện Đồ vẫn không thể khinh thường được. Đây là một kiện tam tướng chi bảo, có uy lực không hề kém với bất diệt chi bảo. Bình thường, sau khi bị Hạ Gia thu đi, đã để ở trong tay Hạ Đông Dương. Thiên Sơn Thanh Điện Đồ hóa thành một cuốn tranh cuộn, dừng ở trong tay một thanh niên mình dài đứng đầu. Chỉ thấy hơn 10 vị cường giả Hạ Gia tiền hô hậu ủng bao quanh thanh niên áo xanh này. Ngay sau đó, Hạ Gia mọi người rơi vào trong quan tinh đài. Hạ Đông Dương áo xanh ngồi đối diện với Hiên Viên Vô Khuyết, hai mắt khép kín giống như lao tăng nhập định vậy. Đây là lần thứ hai Diệp Húc gặp được Hạ Đông Dương, lần đầu tiên ở Quy Tàng Môn, Lĩnh Tây. Hạ Đông Dương và Thái Tử Sơ tính toán đối phó với Diệp Húc. Tuy nhiên, Hạ Đông Dương và Hạ Tùng Giang lại bị một thức Tu La Thiên Quốc của Già La Minh Tôn dọa sợ chạy đi mất. Hắn cũng không khỏi bởi vậy mà khinh thường người này. Trung Châu Hạ Gia chính thế gia số 1, số 2 của đương kim ma đạo. Đại Hạ Hoàng Triều số mệnh truyền thừa xuống có được kiều đỉnh, truyền thừa này là sâu không thể lường được. Đệ tử từ trong Hạ Gia đi ra, mỗi một người đều cực kỳ xuất sắc, mà Hạ Đông Dương lại là người nổi bật trong số đó. Tu vi của hắn cùng Hiên Viên Vô Khuyết là không chênh lệch cho lắm, đều có thực lực hóa thần kỳ, lại có thể cứng rắn chống lại cường giả tam tướng cảnh pháp tướng kỳ bình thường. Hiên Viên Vô Khuyết, lão phu tốt xấu gì cũng là thúc phụ trưởng bối của ngươi, chẳng lẽ nhìn thấy chúng ta còn không đứng dậy chào hay sao? Một lão giả Hạ Gia tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tính toán lớn tiếng dọa người, trên phương diện khí thế đã áp đảo Hiên Viên Vô Khuyết một bậc. Hiên Viên Vô Khuyết khẽ vút cầm huyền của mình, tiếng đàn giống như nước chảy thâm cốc, đúng là hắn đã mất điếc tai ngơ rồi. Lão giả Hạ Gia sắc mặt phát lạnh, phía sau hắn hiện lên chín đại nguyên thần, hừ lạnh mà nói. Rất kiêu ngạo, tiểu tử ngông cuồng, hôm nay lão phu trước tiên thay bề trên của ngươi giáo huấn ngươi một chút vậy. Hắn tiến tới nhanh chóng, kén khởi bàn tay hung hăng chặt thẳng xuống mặt của Hiên Viên Vô Khuyết. Bang một tiếng, thanh âm của một cái tát vang lên dữ dội. Diệp Húc lắc mình đứng trước người của Hiên Viên Vô Khuyết, tát mạnh một cái, một trường kia hung hăng đánh lên mặt lão già, đánh bay hắn đi ra xa. Lão già kia bị một trường của hắn đánh vỡ hết cả hàm răng, người đang ở giữa không trung, vô số mảnh răng vụn cùng máu tươi phun trào ra.
Hạ gia thật không có cấp bậc lễ nghĩa gì cả, nghĩ muốn trước khi đại chiến làm loạn tâm thần của Hiên Viên Vô Khuyết huynh sao? Loại thủ đoạn nhỏ này mà truyền ra bên ngoài, không sợ người trong thiên hạ đều nhạo báng hay sao? Diệp Phúc trên mặt run lên dữ tợn, nhe răng cười độc ác nói: Diệp huynh thật sự là rất nhiệt tình. Tôn Trọng Thư không khỏi tán thưởng, hướng tới lão giả Hạ gia bị tát một cái răng rụng gần hết, khiển trách mà nói: Vị tiền bối Hạ gia này, ngươi thật là không biết lễ nghĩa gì cả, còn không xin lỗi Diệp huynh và Vô Khuyết huynh đi. Ở phía sau hắn, đám người Kiều Quốc lão đã hộc máu, ba vu sĩ trung niên của Đồng Tước môn bị dọa cho ngất đi. Kiều Quốc lão còn lại thân hình cũng run rẩy lẩy bẩy, trong lòng âm thầm kêu khổ: Diệp lão ma coi trời bằng vung, dám đắc tội với Trung Châu Hạ gia, cái tên hỗn đàn tiêu tử ăn tim gấu gan báo này mà cũng dám giáp mặt với mắng Hạ gia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hay sao? Lão già Hạ gia kia nghe thế vậy, phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ, lập tức ngất đi, ngã xuống đất. Cơ Dương Canh ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra mỉm cười thầm nghĩ: Xem ra tiểu tử này tương lai sẽ không thành đối thủ của ta được rồi. Hắn có thể sống qua ngày hôm nay được không còn khó nói kìa. Có cái tên mập mạp béo lùn kia nữa, lão Hạ gia này bị hắn tát một cái như vậy, hắn muốn sống qua hôm nay cũng khó. Mập mạp chết tiệt, ngươi chẳng lẽ bắt nạt Hạ gia ta không người hay sao? Hạ Ngân Xuyên từ trong đám người kia nhảy ra, bộ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, khí thế đột nhiên bắn ra, hiển nhiên mạnh mẽ hơn lão già vừa rồi rất nhiều. Phía sau của Hạ Ngân Xuyên hiện lên chín đại đỉnh, hắn đi trước một bước áp tới Diệp Húc. Sao, Hạ gia muốn ỷ thế hiếp người hay sao? Diệp Húc thản nhiên nói. Ỷ thế hiếp người sao? Hạ Ngân Xuyên cười to, tự tin tràn đầy nói. Mập mạp chết tiệt, Hạ gia ta làm sao lại bắt nạt ngươi được chứ? Chỉ cần ngươi tiếp được ba chiêu của ta, ba chiêu không chết, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Diệp Húc mà nhiều cao thủ Hạ gia phát sinh xung đột một lát, trong Mộc Vương Thành lại có hơn 10 khí tức khủng mạnh giáng lâm. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ oanh kích tới tòa cổ thành này. Tuy nhiên, đây là di tích do Chu Vũ Vương kiến tạo lên, sừng sững vạn năm không đổ, trong thành có một loại lực lượng cực kỳ kỳ lạ bảo hộ. Hơn nữa, Diệp Húc còn mơ hồ cảm giác được cao thủ của Hiên Viên gia cũng đang ở đây. Tuy nhiên, những cao thủ Hiên Viên gia này không có ngang ngược như Hạ gia, mà là ẩn nấp trong hư không, âm thầm chăm chú miễn cho Hiên Viên Vô Khuyết chịu thiệt thòi. Kỳ thực Hạ gia xuất hiện cao thủ tu vi cũng tinh thâm, tuy nhiên là một lão giả tam tướng cảnh, hẳn là phải có lão quái vật mạnh mẽ hơn ẩn chứa bên trong hư không, lẳng lặng bảo vệ Hạ Đông Dương để phòng bất trắc. Hạ Đông Dương và Hiên Viên Vô Khuyết đấu một trận, nhìn như là tiểu bối tranh đấu, nhưng lại liên lụy tới đánh giá của hai đại thế gia chính ma. Sao, tiếp của ngươi ba chiêu mà không chết sao? Diệp Húc khẽ cười một tiếng, sát khí tràn ngập trong mắt, thản nhiên nói: Vị tiền bối này, ngươi nếu có thể tiếp được của ta một chiêu mà không chết, ta liền dập đầu tạ tội với Hạ gia. Kiêu ngạo, ngông cuồng, làm can! Mọi người của Hạ gia đều tức giận mở miệng mắng chửi. Lão giả Hạ gia kia thì tức giận tới sắc mặt xanh mét, ngửa mặt lên trời cười to nói: Tốt, có đảm lượng, một khi đã như vậy, Hạ Ngân Xuyên ta một chiêu đánh bại ngươi. Diệp Húc thản nhiên nói: Ta một quyền có thể đánh chết ngươi. Hạ Ngân Xuyên tức giận cười lạnh lùng: Một chiêu, lão phu chỉ dùng một chiêu, một chiêu có thể đánh ngươi thành đống thịt. Hắn bay lên trời, phía trên hư không, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc. Trên đỉnh đầu của hắn, chín đại đỉnh xuất hiện. Chỉ thấy những đỉnh này hợp làm một, hóa thành một đại đỉnh thật lớn, chấn áp thiên địa phong thủy, lôi hỏa sơn, âm dương, làm hư không động lại, biến thành một khối cứng như sắt. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một đại đỉnh thật lớn, Kiều đỉnh chấn thần châu. Kiều đỉnh hợp nhất chấn áp được tuyệt đại đa số vô sĩ trong một phương thành, mất đi nửa phần pháp lực, một thân vô pháp vô bảo, hết thảy không thể sử dụng. Chỉ có một ít đại vô tu vi cực cao cùng với thiên tài như Hiên Viên Vô Khuyết, Hạ Đông Dương mới bị không bị Kiều đỉnh chấn áp. Ầm một tiếng, đại đỉnh ầm ầm chấn động, từng đạo sóng gợn thẳng tới hướng Quan Tinh Đài. Từng đạo sóng gợn chất chứa năng lượng rất lớn, ngoại trừ mọi người ở Hạ gia, những người khác bị đại đỉnh chấn áp đều trong phạm trù bị tấn công. Hành động này của Hạ Ngân Xuyên chẳng những tính toán oanh Diệp Húc thành mảnh vỡ, đồng thời tính toán hết thảy đánh chết hoặc chấn thương đám người Hiên Viên Vô Khuyết, Tôn Trọng Thư. Đoang một tiếng, Diệp Húc không thèm nhìn, một quyền oanh ra, chỉ thấy quyền ấn của hắn đóng lấy sóng gợn công kích, từng đợt sóng gợn đều bị phá nát. Ầm một tiếng, quyền ấn của hắn từ trên Quan Tinh Đài bay ra, một quyền nện lên đại đỉnh của Hạ Ngân Xuyên. Chỉ thấy đại đỉnh này lập tức bị phân liệt
chia ra làm chín. Cửu đỉnh chấn thần châu của hắn bị một quyền của Diệp Phúc phá vỡ. Hiên viên vô khuyết đè lại Cầm Huyền, trong mắt tinh quang chợt lóe, ngưng mắt nhìn về phía quyền ấn của Diệp Phúc, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trang Cổ Đạo, Cơ Xương Canh càng không khỏi biến đổi sắc mặt. Thật là một quyền thật mạnh. Một quyền này của Diệp Phúc trực tiếp phá vỡ cửu đỉnh chấn thần châu của Hạ Ngân Xuyên, quyền ấn uy lực chỉ tăng không giảm, tiếp tục oanh kích tới Hạ Ngân Xuyên. Không xong rồi. Hạ Đông Dương ánh mắt chợt mở to, tranh cuộn ầm ầm một tiếng mở ra, Thiên Sơn Thanh Điện Đồ đột nhiên nhảy ra cuốn lấy Diệp Phúc. Hắn có thể nhìn ra được một chiêu này của Diệp Phúc uy lực cực đoan mạnh mẽ, đạt tới trình độ của hắn rồi, Hạ Ngân Xuyên tuyệt đối sẽ không tiếp được. Hạ huynh, đây là giao thủ công bằng, ngươi cần gì phải chen vào? Ngũ thập huyền cầm của Hiên Viên Vô Khuyết đột nhiên bay lên, tự đàn ở trên không trung đoang đoang rung động, từng đạo âm ba khủng bố đục thủng hư không bắn tới Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Các cao thủ Hạ gia khác đều xuất động công kích tới Diệp Phúc, tính toán vây ngụy cứu triệu. Chính vào lúc này, trên không trung một tiếng thét thảm thiết truyền tới, quyền ấn của Diệp Phúc đã oanh thẳng lên người của Hạ Ngân Xuyên, một quyền đánh bạo, thân thể hóa thành một màn mưa máu. Chín đại nguyên thần của Hạ Ngân Xuyên rít gào bay ra, quân lấy đầu của hắn chạy ra xa xa kêu lên: "Thúc tổ, mau cứu ta!" Diệp Phúc cười lại một tiếng, quyền ấn đột nhiên triển khai, hóa thành một bàn tay to phạm vi 10 dặm, năm ngón tay giống như núi xanh lồng lộng, dùng sức bóp một cái, bắt lấy chín đại nguyên thần của Hạ Ngân Xuyên vào trong lòng bàn tay, niết mạnh một cái. "Người trẻ tuổi nên biết khoan dung độ lượng một chút đi." Trong không trung đột nhiên vang lên một thanh âm giả nua, chỉ thấy một bàn tay khô gầy từ hư không xuất hiện, chộp tới bàn tay Diệp Phúc, hiển nhiên là thúc tổ trong miệng Hạ Ngân Xuyên đã nói, liền ra tay. Đây là một lão quái vật tam bất diệt cảnh đỉnh phong, nhìn thấy Diệp Phúc tính toán chảm thảo trừ căn, xử tử Hạ Ngân Xuyên, liền lập tức ra tay cứu viện. Thực lực của hắn hơn xa Diệp Phúc, bàn tay to chảo ra, không trung lập tức một mảnh hắc ám, dường như một chảo này đánh ra, không trung cũng bị đánh vỡ thành nhiều mảnh. Cùng lúc đấy, giữa không trung một bàn tay to trắng như tuyết xuất hiện, một ngón tay vươn ra dài tới vài dặm, nhẹ nhàng để một chút vào lòng bàn tay Hạ Gia lão tổ. Bàn tay của Hạ Gia lão tổ lập tức bị phá nát giống như gương vỡ vậy, mà ngón tay trắng như tuyết này cũng bị chấn động mà dập. Đây là cường giả của Hiên Viên gia ra tay, hai vị đại vô tam bất triệt cảnh âm thầm đánh giá một hồi, ngắn ngủi trong chớp mắt, Diệp Phúc đã nhân cơ hội lùi lại phía sau, thu lại hết thảy, hết tất cả chín đại nguyên thần và hồn phách của Hạ Ngân Xuyên. "Mập mạp chết tiệt, giao ra nguyên thần của Ngân Xuyên đây!" Mọi người Hạ gia sắc mặt âm trầm, nhất tề tiến lên một bước, sát khí lạnh lạnh. "Thật có lỗi, thật có lỗi." Diệp Húc ngay trước mặt mọi người Hạ gia bóp vỡ đầu của Hạ Ngân Xuyên, âm thầm siêu hồn tắc phách trí nhớ của Hạ Ngân Xuyên, hắn mỉm cười nói: "Ma đạo tặc tử, mỗi người thấy được thì phải giết, Diệp Mỗ thân là người trong chính đạo, không thể để Hạ gia các ngươi làm càn được." Trang Cổ Đạo trong lòng cảnh giác nhìn về phía Diệp Húc thầm nghĩ: "Người này lòng lang dạ sói, thủ đoạn viễn siêu hơn thường nhân, tính ra Hiên Viên gia sẽ không ngồi yên như vậy, cho nên ra tay không chút kiêng nể gì cả. Khi nào thì trên giang hồ xuất hiện một nhân vật xuất sắc như vậy đây?" Hiên Viên Vô Khuyết ánh mắt chớp động nhìn về phía Diệp Phúc, thoáng chút suy nghĩ: "Ngươi là muốn chết sao?" Trong đám người Hạ gia, lão giả tam tướng cảnh hừ lại một tiếng, mắt lộ ra sát khí, đi nhanh tới trước mặt của Diệp Phúc. Đột nhiên một thanh âm ầm ầm truyền tới, cười to nói: "Hạ gia quả nhiên bá đạo, thắng bại là chuyện thường. Hạ Ngân Xuyên thua trên tay người ta, tài nghệ không tinh, chết chưa hết tội, nào có thể trách được người khác đây." Diệp Phúc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đầu đội phương quan thản nhiên đi tới, dừng ở trên quan tinh đài. "Nguyên Thủy Thánh Tông Phương Bất Thần gặp qua chư vị đồng đạo." Phương Bất Thần chắp tay cười nói: "Phương Bất Thần, ngươi bị Bạch Tây Yêu Thánh đánh cho trọng thương, không biết thương thế đã khỏi hẳn chưa vậy?" Tôn Trọng Thư vẻ mặt thân thiết hỏi. Phương Bất Thần sắc mặt một hồi xanh mét, một hồi đỏ, hắn nguyên tính lớn tiếng dọa người khiêu chiến Hạ Ngân Xuyên trước Diệp Húc, đón đỡ ba chiêu của hắn khiến náo động trước mặt mọi người nổi danh thiên hạ. Thật không ngờ hắn vừa lộ mặt đã bị Tôn Trọng Thư vạch trần vết sẹo ở trong lòng, thể diện mất sạch, trong lòng tức giận tới cực điểm, trợn mắt nhìn Tôn Trọng Thư. Kiều Quốc Lão không kiềm chế được, đi lên bóp chặt lấy cổ của Tôn Trọng Thư. Tu luyện tới cảnh giới của Tôn Trọng Thư coi như là bế khí 3 năm cũng không nói chơi, Kiều Quốc Lão tự nhiên bóp không chết hắn. Sau một lúc chỉ có thể oán hận mà buông ra: "Người câm miệng cho ta, nói thêm một chữ nữa ta sẽ trục xuất ngươi khỏi sư môn."
Kiều Quốc Lão hung tợn nói, lập tức quay đầu, liên tục lắc đầu với Phương Bất Quần. Phương Bất Quần thấy thế, đành phải nhẫn nhịn xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên nghe thấy trên không trung truyền tới một thanh âm. Phương Bất Thần, thương thế của ngươi đã tốt hơn chưa vậy? Phương Bất Thần liên tục bị hai người vạch mặt, thêm vào vết sẹo của hắn, trong lòng lửa giận bốc lên, không thể nhẫn nhịn được nữa, sát khí bắn ra từ trong hai mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn, lại không khỏi giật mình kinh hãi, lập tức kiềm chế lại tức giận của mình. Ngoài cười, thế nhưng trong không cười nói. Hóa ra là Yêu Tông Thất Thánh. Ta nói nhầm rồi, hẳn là Yêu Tông Lục Thánh mới phải. Bạch Tê Yêu Thánh đã bị Diệp Thiếu Bảo một chiêu đánh chết rồi. Nghe nói Bạch Tê Yêu Thánh chết cực thảm. Khổng Chư Thánh cũng bị một kích của Diệp Thiếu Bảo đánh cho trọng thương, chạy trối chết kìa. Tại hạ rất thông cảm, thông cảm. Sáu bóng dáng từ trên trời giáng xuống, sắc mặt đều không tốt cho lắm. Nguyên Nương Yêu Thánh tức giận hừ một tiếng, đi nhanh tới, lạnh lùng nói. Phương Bất Thần, người nếu như là nam nhân, đứng ra cùng ta sinh tử chiến một trận. Hắn đang chuẩn bị động thủ, lại bị một người thanh niên trai tráng, khoác đại bào màu xanh thẫm, mắt to mày rậm, tiến tới ngăn cản, cười lạnh nói. Nguyên ưng, không cần phải kích động. Hạ gia và Hiên Viên gia hôm nay là diễn viên chính. Về phần Phương Bất Thần, Bạch Tê sư đệ không có giết hắn. Vì huynh sẽ thay hắn hoàn thành di nguyện này. Sau khi Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương quyết chiến xong, ta phải ăn sống hắn. Không chỉ có Phương Bất Thần phải chết, ngay cả Diệp Thiếu Bảo kia cũng phải chết kìa. Khí thế của hắn cực kỳ hùng mạnh. Phía sau hiện lên một đầu thiên bằng cự điểu, bao phủ một phương thành, chấn áp thiên địa, vượt xa các vị yêu thánh khác. Hiển nhiên, hắn là người đứng đầu Yêu Tông Thất Thánh, Thiên Bằng Đại Thánh. Phần tu vi và thực lực này, ký ép quần hùng, so với những cường giả thế hệ trước của nhiều thánh địa còn mạnh hơn nhiều. Thiên Bằng Đại Thánh quả là danh bất hư truyền. Diệp Thiếu Bảo ăn nói ngông cuồng, nói trong Yêu Tông Thất Thánh ta chỉ có đại sư huynh mới xứng là đối thủ của hắn. Không biết lần này Diệp Thiếu Bảo có tới hay không, ta ngược lại muốn nhìn xem một chút thủ đoạn của hắn nào. Phía sau Thiên Bằng Đại Thánh, một đại hán kim mao lông vàng cười lạnh nói. Trong giây lát lại có rất nhiều cao thủ đi vào Mục Vương Thành, đều dừng trên Quan Tinh Đài. Thiên Đạo Tông Lý Tông Sơn cũng tới, còn có Vạn Kiếp Môn Đồ Ngọc Đường, Thiên Yêu Tông Cửu Đầu Giao Thánh, Vũ Đạo Tông Nguyên Thủy Ma Tông, rồi Luyện Khí Tông đều có cao thủ tiến tới cả. Hôm nay thực sự là một sự kiện rất lớn, còn có cường giả trẻ tuổi của Đại Ngụy Quốc, Đại Tấn Quốc cũng tới. Không nghĩ tới một trận chiến của Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương lại có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy xuất hiện. Mau nhìn, bên kia là cường giả Hoàng Tuyển Ma Tông cũng tới kìa. Đệ tử của Hoàng Tuyển Ma Tông, Tông chủ Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực, ba đại cường giả này cũng tới hay sao? Không biết Diệp Thiếu Bảo, lão ma đầu nổi danh nhất Hoàng Tuyển Ma Tông có xuất hiện hay không đây? Hiện giờ quần hùng thiên hạ, luận nổi bật, không ai sao được với hắn ta đâu. Diệp Thiếu Bảo làm sao dám ra đây chứ? Hắn độc chiếm kho báu Tây Hoàng, lại ở trong Bắc Hải Bía Cánh, giết nhiều cường giả các thánh địa như vậy. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, không biết chừng ngay cả lão quái vật Tam Bất Diệt Cánh cũng sẽ ra tay. Nói không chừng, thậm chí còn đưa tới các vị bá chủ, cấp thánh chủ nữa kìa. Thiên Bằng Đại Thánh mắt lộ ra thần quang, hướng tới ba người Vinh Lâm, Đặng Nguyên Giác và Hầu Nhân Vực mà quét đi, chí ý hừng hực, nhưng không có phát hiện ra bóng dáng Diệp Húc, không khỏi hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Diệp Thiếu Bảo, con chuột nhắt nhát gan, có dám chiến một trận với ta không đây?" "Diệp Thiếu Bảo, nếu ngươi dám tới, một bàn tay của ta cũng có thể bóp nát được ngươi." Một người cười độc ác nói: "Muốn giết chết Diệp Thiếu Bảo, cũng không tới lượt Yêu Tông Lục Thánh các ngươi đâu." Thiên Đạo Tông Lý Đông Sơn cười ha hả, thần thái bay lên cao giọng nói: "Diệp Thiếu Bảo liên tiếp giết nhân sĩ chính đạo, các vị tiền bối Thiên Đạo Tông ta đi tới Bắc Hải Bí Cảnh, hết thảy bị hắn dùng quỷ kế giết chết đi thì cốt không còn. Hắn chỉ cần dám xuất hiện, Lý Mỗ là người đầu tiên lấy tính mạng của hắn ta." Trang Mỗ cũng rất muốn biết vị Diệp Thiếu Bảo này tới cùng là có năng lực gì. Trang Cổ Đạo lạnh lùng nói. Cơ Dương Canh khẽ cười một tiếng nói: "Diệp Thiếu Bảo dù sao cũng chỉ là người mới, đối phó với hạng người hàng mã như Bạch Tây Yêu Thánh còn được. Nếu đối phó với những cao thủ sớm thành danh như chúng ta lại có vẻ có chút không đủ." Diệp Húc khóe mắt có chút nhảy lên, nhiều người khiêu khích trước mặt như vậy, cho dù là hắn cũng không kìm nổi sự tức giận, hận không thể lập tức ra tay giết hết thảy đám người kia. Hiên Viên Vô Khuyết ánh mắt nhìn Diệp Húc, tiếng đàn thong thả như thoáng suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: "Họ Diệp tên Tần, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, một quyền có thể đánh bại một trường giả Hạ gia. Cao thủ trẻ tuổi như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay,
càng không phải là hạng người vô danh, mà họ Diệp thì lại càng ít. Theo ta được biết, chỉ có một người như vậy. Ánh mắt của đám người Trang Cổ Đạo, Lý Tông Sơn lay động, đồng thời cũng ôm tâm hoài nghi với Diệp Húc. Người trẻ tuổi có được thực lực dũng mãnh như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất có khả năng chính là Diệp Húc. Diệp Tần Huynh, xin hỏi ngươi, Tiên Hương ở đâu vậy? Cơ Dương Canh đi trước làm khó dễ, chất vấn hỏi. Chàng Mỗ cũng muốn biết Diệp Tần Huynh sư thừa nơi nào, là cao thủ trẻ tuổi do thánh địa nào bồi dưỡng ra. Trang Cổ Đạo ánh mắt sáng như đuốc, nhìn lên chân người của Diệp Húc, thanh âm phản sướng vang lên trong đại phạm âm lôi tự phía sau đầu hắn, một tiếng sau cao hơn tiếng trước. Khí thế của hắn liên tiếp tăng vọt, chỉ cần Diệp Húc về mặt hơi chút lộ ra thần sắc không đúng, hắn sẽ lập tức ra tay. Hoặc là nói, người chính là Diệp Húc Diệp Thứ Bảo. Hạ Đông Dương ánh mắt chợt lóe thần quang, cười lạnh mà nói. Một quyền của Diệp Húc đánh vào Hạ Ngân Xuyên, một cường giả tam thần cảnh hợp thể kỳ, chấn động là rất lớn. Nếu là cường giả tam tướng cảnh ra tay, một chiêu đánh chết cường giả hợp thể kỳ thì mới là bình thường. Mấu chốt nhất chính là Diệp Húc dùng tiên giả là Diệp Tần quá vô danh, lúc này lại đột nhiên quật khởi, không thể không khiến cho người khác hoài nghi. Tất cả mọi người đoán hắn là nhân vật thành danh đã lâu, dùng thân phận Diệp Tần để che giấu thân mình. Hơn nữa, Diệp Húc một quyền đánh bạo Hạ Ngân Xuyên sử dụng chỉ là một chiêu vu pháp quyền ấn đơn giản nhất. Thậm chí, ngay cả vu bảo cũng không vận dụng, khiến cho người ta không thể đo lường được thực lực chân chính của hắn. Một nhân vật như vậy không thể không khiến cho người khác cảnh giác. Diệp Húc trong lòng cảnh giác, nếu thân phận của hắn bị bại lộ, chỉ sợ không biết bao nhiêu cao thủ sẽ ra tay với hắn. Thậm chí ngay cả lão quái vật tam bất triệt cảnh, chỉ sợ cũng sẽ ra tay. Chư vị đồng đạo, có phải là hoài nghi thân phận của ta không? Phía sau, Diệp Húc hiện ra Di La Thiên Địa Tháp 9 tầng, như cười như không mà nói. Diệp Thiếu Bảo là người trong ma đạo, mà ta là người trong chính đạo 10 phần. Hay là chư vị không biết Trung Ương Quân Thiên Tiên Tháp 9 tầng của ta sao? Vị Diệp Tần Huynh này thực lực mạnh mẽ, nhưng còn không phải là Diệp Thiếu Bảo. Chư vị, chỉ sợ các vị sẽ phải thất vọng rồi. Diệp Thiếu Bảo hiện giờ đang bị ân sư ta trách phạt, phạt hắn diện bích suy nghĩ 1 năm, hiện giờ còn đang hối cải ở bên dưới vách Vô Vọng Thiên Bích kìa. Đặng Nguyên Giác nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hấp dẫn ánh mắt mọi người lên mình, mỉm cười nói. Nếu không, căn bản không tới phiên chư vị ra tay. Đặng Mỗ liền quân pháp bất vị thân, tự tay giết chết hắn rồi. Sao? Diệp Thiếu Báo ở Hoàng Tuyền Ma Tông diện bích suy nghĩ sao? Đám người Trang Cổ Đạo đều thu hồi ánh mắt trên người Diệp Húc. Vừa rồi bọn họ hoài nghi Diệp Tần là Diệp Húc, lúc này đều đã đánh mất nghi ngờ trong lòng. Tuy nhiên, Diệp Tần Huynh thực lực quả thực kinh người, không ngờ một quyền đánh bạo cường giả Hạ gia, cái loại thực lực này thiên hạ hiếm có. Lý Tông Sơn ánh mắt nhìn Diệp Húc cười nói, tiền tháp 9 tầng chỉ có người có thân thể ngũ hành mới có thể đạt được. Diệp Tần Huynh, hay ngươi là thân thể ngũ hành sao? Phía sau Diệp Húc xuất hiện Di La Thiên Địa Tháp, làm cho người ta nghĩ tới Trung Ương Quân Thiên Tiên Tháp 9 tầng. Cho dù ở đây có nhiều cường giả thế hệ trước, nhưng cũng không thể nhận ra cái khác nhau giữa Di La Thiên Địa Tháp và Trung Ương Quân Tiên Tháp 9 tầng. Người này là thân thể ngũ hành, đạt được truyền thừa bên trong Trung Ương Quân Thiên Tiên Tháp 9 tầng. Thực lực tu vi lại cao thâm như vậy, không hề kém các kỳ tài các thánh địa. Diệp Tần này nhất định là một cao thủ trẻ tuổi, do thánh địa chính đạo bí mật bồi dưỡng ra rồi. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Thái Thượng Đạo Tông ư? Thái Thượng Đạo Tông từ trước tới nay đều bất thiển sơn, bất lộ thủy, sâu không lường được. Những đệ tử trong môn phái này không nhiều, nhưng mỗi một vị đi ra tu vi đều vượt xa thường nhân, kinh diễm một thời. Hắn cũng có khả năng là cường giả trẻ tuổi của Nguyên Thủy Thánh Tông. Nguyên Thủy Thánh Tông nội tình sâu xa, cũng có đủ tài lực, có thể bồi dưỡng ra nhân tài kiệt xuất đến như vậy. Hạ Ngân Xuyên bị hắn một kích đánh báo, chết không oan. Diệp Phúc có thể cảm giác được có không ít hơn 10 cỗ sát khí đang tập trung vào mình. Trong đó, ngoại trừ sát khí của Hạ gia, còn có những cao thủ trẻ tuổi, các thánh địa khác nữa. Hắn bày ra thực lực đúng là tạo thành uy hiếp cho rất nhiều người, thậm chí ngay cả trên người Hiên Viên Vô Khuyết, hắn cũng cảm thấy được một cỗ sát khí như có như không. Tuy nhiên, Hiên Viên Vô Khuyết che giấu rất tốt, không dễ dàng mà cảm thấy được. Hạ Đông Dương đột nhiên đứng dậy, hướng tới Diệp Húc mà đi, chiến ý hừng hực gằn từng chữ. Đường kim trên đời này không ai có thể hạ nhục Trung Châu Hạ gia ta, mặc kệ ngươi tới từ thánh địa nào đi chăng nữa, đắc tội Hạ gia ta, hôm nay chắc chắn chết không thể ngờ. Đoang một tiếng, khí thế của hắn hoàn toàn phát ra, tóc bay múa, khí thế hình thành một đại đỉnh cao tới vài dặm ở phía sau đầu. Trong đỉnh
còn có lục địa, có sông, có núi, đè ép về phía Diệp Húc. Quanh thân Diệp Húc quần áo không gió tự bay, khí thế của Hạ Đông Dương mạnh mẽ khiến cho khí cơ của hắn cảm ứng. Hắn gần như không kìm nổi mà bung ra toàn bộ khí thế của mình. Thực lực của Hạ Đông Dương không ngờ lại mạnh mẽ như vậy, không để xuất toàn lực mà nói, chỉ sợ ta cũng không có nhiều phần thắng. Diệp Húc hít vào một hơi thật dài, áp chế dao động trong lòng. Nếu như hoàn toàn buông ra khí thế của mình, hắn tất bị lộ diện mạo thật ra trước mắt mọi người, lâm vào vây công ngay. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị những người này oanh kích tới chết. Mục đích của hắn chỉ vì hoàn thiện kiều đỉnh, cũng không phải một sống hai chết với những người này. Lại vào lúc này, Hiên Viên Vô Khuyết đột nhiên đứng dậy, cất cao giọng mà nói: "Hạ huynh, ngươi hướng ta khiêu chiến, vì sao lại động thủ với người khác vậy? Nếu ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta bắt đầu quyết chiến đi thôi." Ầm ầm. Khí thế của hắn đột nhiên phát ra, sau người hình thành ra một con trúc long dài chừng hơn 10 dặm, long thân quấn quanh, cái đầu thật lớn ngó ra phía trước, long nhãn khép kín, dường như đang ngủ say vậy. Trúc long này mở cái mồm thật to của mình, trong miệng ngậm nến mà Hiên Viên Vô Khuyết đã hoàn toàn đứng bên trong ngọn lửa nến này, áo trắng phiêu phiêu giống như một vị bích nhân. Cảnh tượng này vô cùng mỹ lệ, văn chương khó có thể hình dung. Hiên Viên Vô Khuyết giống như thần linh trong lửa, làm cho người ta cảm thấy rung động, không gì so sánh nổi. Phong thái của hắn không người nào có thể theo kịp, khí thế của hắn mạnh mẽ, Diệp Phúc chỉ gặp qua được ở trên người cường giả tam tướng cảnh. Việc này nói rõ thực lực của Hiên Viên Vô Khuyết chỉ sợ đã đạt tới độ cao mà người thường không thể nào vươn tới được, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến, tranh phong được với cường giả tam tướng cảnh. Hơn một năm trước, Hiên Viên Vô Khuyết một kiếm chặt đứt đầu một thánh. Nếu như không phải Thiên Bằng Đại Thánh ra tay cứu giúp thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hiện nay thực lực của hắn lại có tinh tiến, cao thâm mặc chắc hơn nhiều. Thiên Bằng Đại Thánh trong mắt tinh quang chợt bắn ra, nhìn thẳng vào Hiên Viên Vô Khuyết bên trong hỏa diễm, từ từ phun ra một ngụm chọc khí. Vài vị yêu tông yêu thánh trầm giọng nói: "Sau này gặp được Hiên Viên Vô Khuyết, các ngươi phải nhượng bộ lui binh." Đám người Nguyên Ưng yêu thánh sắc mặt kịch biến. Thiên Bằng Đại Thánh vừa rồi nói, bọn họ đã ý thức được bản thân mình đã không phải là đối thủ của Hiên Viên Vô Khuyết nữa rồi. Chỉ sợ cuộc đời này là thế, vĩnh viễn không có khả năng so được với Hiên Viên Vô Khuyết. Hiên Viên gia rốt cuộc cũng xuất hiện một tuyệt thế kỳ tài, không biết có thể kéo dài được số mệnh của thiên đế thế gia hay không. Một lão giả chính đạo lẩm bẩm nói. Hiên Viên Vô Khuyết áo trắng như nước, một bước tới Hoành Đoạn Sơn Mạch. "Hạ Đông Dương, ta ở trong Hoành Đoạn Sơn Mạch chờ ngươi." "Diệp Tần, đợi khi ta giết Hiên Viên Vô Khuyết xong, ta sẽ tới giết ngươi." Hạ Đông Dương hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc nhìn Diệp Húc một cái, lập tức lấy kiều đỉnh Chấn Thần Châu thúc giục Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Khí thế của hắn càng mạnh mẽ hơn so với Hiên Viên Vô Khuyết, bước thẳng tới Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hai người bọn họ đại biểu cho lực lượng mạnh nhất trong lớp trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi này thực lực đủ cho rất nhiều cường giả thế hệ trước phải xấu hổ. Mọi người đều tiến tới Hoành Đoạn Sơn Mạch, không nghĩ tới bỏ qua một trận chiến của hai đại cao thủ trẻ tuổi đương thời. Diệp Húc rời khỏi Quan Tinh Đài, cùng đám người Tôn Trọng Thư bay về phía Hoành Đoạn Sơn Mạch dò hỏi: "Trọng Thư huynh, Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương có ân oán gì vậy?" "Hai người bọn họ không ân không oán. Tuy nhiên sau khi Hạ Đông Dương đạt được truyền thừa của Khải Hoàng, tin tưởng tăng cao, khiêu chiến với Hiên Viên Vô Khuyết. Hiên Viên Vô Khuyết cũng cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân mình, đương nhiên không thể trốn tránh không chiến được." Tôn Trọng Thư và Diệp Húc sóng vai mà đi. Hắn nói: "Hạ Đông Dương ở hơn nửa năm trước từng tiến vào Khải Hoàng cổ mộ, đạt được truyền thừa của Khải Hoàng, lại lấy được một kiện trọng bảo do Khải Hoàng luyện chế. Ta phỏng chừng thực lực của hắn chỉ sợ so với trước càng khủng bố hơn nhiều. Trong lớp trẻ tuổi đương thời có thể làm đối thủ của hắn thật sự ít ỏi không có mấy. Lúc này Hiên Viên Vô Khuyết chỉ sợ gặp phải kình địch rồi." Hắn chậm rãi cười nói: "Tuy nhiên thắng bại còn khó nói. Hiên Viên gia dù sao cũng là thiên đế đế gia, nội tình so với Trung Châu Hạ gia còn thâm hậu hơn rất nhiều. Hiên Viên Vô Khuyết dám ứng chiến, hơn phân nữa cũng có quân bài chưa lật của mình." Diệp Húc gật đầu xưng phải. Thiên đế thế gia dù sao nội tình cũng rất là thâm hậu. Hiên Viên Vô Khuyết thân là người thừa kế của gia chủ, trên người không có vài món trọng bảo là không thể. Dầm một tiếng, Thiên Sơn Thanh Điện Đồ của Hạ Đông Dương triển khai, chỉ thấy đám núi nguy nga dài ngàn dặm ầm ầm đánh xuống. Trong Hoành Đoạn Sơn Mạch
đột nhiên xuất hiện từng tòa núi lớn. Hắn công kích đầu tiên tế khởi Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, làm cho Hiên Viên Vô Khuyết bị đánh vào trong trận đồ. Đoang đoang đoang, thanh đồng đại điện bên trong Thiên Sơn Thanh Điện Đồ ầm ầm chấn vang, chỉ thấy trăm núi ngàn sông trong trận đồ bị phá nát, hóa thành hỗn độn hư vô. Đây là uy lực của Thiên Sơn Thanh Điện Đồ, làm cho hết thảy sông núi cùng kẻ thù bị chấn vỡ tất cả. Mà chủ nhân trận đồ tâm niệm vừa động, trận đồ lại có thể khôi phục lại như cũ. Xoẹt. Đột nhiên kiếm khí trắng như tuyết hiện lên như kinh hồng, đâm phá Thiên Sơn Thanh Điện Đồ. Kiếm khí chỉ thẳng vào mi tâm của Hạ Đông Dương. Hiên Viên Vô Khuyết phá trận đồ mà ra, kiếm khí huy hoàng quét ngang hết thảy. Hạ Đông Dương đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện chín đại đỉnh hợp làm một, bung xuống từng đạo sáng mờ bao lại quanh thân. Hiên Viên Vô Khuyết kiếm khí cắt tới, xoẹt xoẹt từng tiếng mở ra đạo sáng mờ, rốt cuộc kiệt sức dừng ở trước người hắn ba thước. Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Vô Khuyết trầm giọng quát lớn, đột nhiên triệu tập ảo ảnh của Hiên Viên kiếm. Ảo ảnh cùng dung với kiếm khí trong tay, xoẹt một tiếng mở ra từng đạo ánh sáng mờ, đâm thẳng vào mi tâm của Hạ Đông Dương. Dầm. Một ảo ảnh đại đỉnh oanh phá hư không, dung nhập vào đại đỉnh trên đỉnh đầu của Hạ Đông Dương, cũng là Hạ Đông Dương triệu tập cấm bảo Cửu Đỉnh Hạ ra tới tăng cường phòng ngự của mình. Chỉ thấy kiếm khí của Hiên Viên Vô Khuyết đâm tới, dừng lại phía trước mi tâm của Hạ Đông Dương, thủy chung vẫn không thể đâm phá được đạo sáng mờ do đại đỉnh bung xuống. Hiên Viên Vô Khuyết, ta triệu tập ảo ảnh Cửu Đỉnh dung nhập vào trong đỉnh của ta, người căn bản là không thể phá được phòng ngự của ta, hôm nay người nhất định thất bại. Hạ Đông Dương cười ha hả, đại đỉnh trên đỉnh đầu ầm ầm chấn động, kiếm khí của Hiên Viên Vô Khuyết ầm ầm chấn nát, đại đỉnh nghiền áp mà qua thẳng tới Hiên Viên Vô Khuyết. Hư không bị nghiền ép sụp đổ ầm ầm. Ánh mắt Diệp Húc chớp động, nhìn chăm chăm vào bóng dáng của hai người này. Đây là một hồi ác chiến của hai người trẻ tuổi mạnh nhất đương thời. Với hắn mà nói, rất có khả năng sẽ là đại địch. Những người khác cũng là như vậy, nhìn về phía hai người Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương không chớp mắt, tất cả nghiền ngẫm xem nếu là mình thì phải ứng đối như thế nào. Ong một tiếng, Diệp Húc tâm niệm hơi động, chân nguyên tự động hóa thành một ánh mắt thật lớn, lơ lửng bốn phương tám hướng. Mượn ánh mắt do vô pháp hình thành mà quan sát những chiêu thức của Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương. Mọi động tĩnh trong trận đấu đều không thể gạt được ánh mắt của hắn. Đột nhiên, một đại đỉnh vô thanh vô tức từ phía sau hắn đánh tới. Xoẹt một tiếng, chộp Diệp Húc vào bên trong đỉnh. Tiểu tử ngươi liên tiếp làm nhục Hạ gia ta, thậm chí ngay trước mặt mọi người giết một người Hạ gia. Hôm nay ta muốn nhìn xem người có thủ đoạn gì chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta nào. Tế khởi đại đỉnh bao phủ lấy Diệp Húc vào trong đỉnh, đúng là do vị cường giả tam tướng cảnh đi cùng với Hạ Đông Dương tới Mục Vương Thành này. Chỉ thấy hắn giơ tay đánh một chiêu, đại đỉnh rít gào bay về phía hắn, dừng lại ở trên đỉnh đầu của hắn. Thần Châu chấn áp. Đại đỉnh này chính là do chín đỉnh hợp thành một. Hạ Cảnh Niên đã là cường giả tam tướng cảnh rồi. Bên trong kiều đỉnh của hắn chỉ có thiên địa âm dương bốn đỉnh là nguyên thần chi bảo, còn lại năm đại đỉnh khác hết thảy bị hắn luyện chế thành tam tướng chi bảo. Trong đó hỏa đỉnh là một đỉnh có uy năng mạnh mẽ nhất, tinh khí trên đỉnh đầu Hạ Cảnh Niên không ngừng cuồn cuộn lao ra oanh nhập vào trong đỉnh. Chín đại thần hỏa cũng xuất hiện, hơn nữa lấy thực lực tam tướng cảnh của hắn, đừng nói là một đại vua tam thần cảnh, cho dù là đại vua pháp tướng kỳ cũng có thể luyện chết được. Diệp huynh, Tôn Trọng Thư thất thanh kêu lên. Kiều Quốc Lão và mọi người đồng tức môn vội vàng bắt lấy hắn. Loại cường giả cấp bậc này căn bản không phải là đồng tức môn có thể trêu chọc vào. Trang Cổ Đạo, Lý Tông Sơn, đám người này cũng chú ý tới hết thảy, nhưng cũng không có can thiệp vào. Cơ Dương Canh nhẹ giọng cười. Diệp Tần huynh đánh người của Hạ gia ở trước mặt Hạ gia làm sao có thể kiềm chế được chứ? Hắn vẫn là rất trẻ tuổi. Trang Cổ Đạo lắc đầu nói. Mà bên trong hỏa đỉnh, Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung đại đỉnh này một mảnh mênh mông, hư không che kín, không có đường ra, mà bốn vách đại đỉnh còn lại những đồ án rộng lớn mạnh mẽ. Những đồ án này mênh mông bát ngát, vô số núi cao sông dài, rừng rậm, đủ loại thượng cổ yêu thú, thậm chí trong đó còn có thấy được vu đạo môn phái khí thế nguy nga, thành trì rộng lớn, quốc gia, rồi lê dân trăm họ. Đây là một bức đồ án đại châu xa lạ hắn chưa từng gặp qua. Dầm một tiếng, đột nhiên đồ án này giống như đang sống dậy vậy. Tòa đại châu này từ trên vách đỉnh hiện ra, hóa thành thực chất. Vô số sông dài, núi cao, rừng rậm đè ép tới hắn, nặng nề vô cùng, làm cho hắn chịu áp lực cực mạnh, gần như có thể so với cường giả như Thái Tử Sơ. Thì ra là thế,
hóa ra đây là huyền bí của Kiều Đính. Diệp Phúc nhìn tòa đại châu này đang nghiền ép tới hắn, trong lòng chấn động, lập tức hiểu ra được huyền bí sâu xa của Kiều Đỉnh. Vũ Hoàng luyện chế Kiều Đỉnh, luyện chế Kiều Đại Thần Châu vào trong đỉnh. Mỗi một tòa đại đỉnh đều ẩn chứa một đại châu, cũng tức là nói, mỗi một đại đỉnh đều chất chứa lực lượng của cả một thần châu. Không chỉ có bao hàm cả sông núi nước non, thần châu địa khí, thậm chí môn phái vu đạo ở trong đại châu, thượng cổ yêu thú, hết thảy bị hắn luyện hóa, biến thành lực lượng ở trong đỉnh. Đây mới là nguồn suối lực lượng của Kiều Đỉnh. Lực của một châu, có thể nghĩ được lực lượng là lớn như thế nào. Loại sức mạnh này, hơn nữa thêm một đạo cấm pháp đầy đủ của Vũ Hoàng, động một cái là có thể hủy thiên diệt địa, tuyệt đối không ai có khả năng chống lại được. Hạ Cảnh Niên thân là cường giả pháp tướng kỳ tam tướng cảnh, thực lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng bị hạn chế bởi tu vi. Kiều Đỉnh do hắn luyện chế cũng không giống như Kiều Đỉnh Hạ Gia, có thể dung nhập 9 đại thần châu vào bên trong đỉnh. Hắn chỉ có thể chế tạo đại đỉnh của mình dựa theo cấu tạo của Kiều Đỉnh Hạ Gia, phòng chế được vô cùng nhuần nhuyễn, luyện chế Kiều Đỉnh khí, cấu tạo địa lý sơn hà. Dù vậy, phong thủy, hỏa, lôi sơn, năm đỉnh của hắn cũng thăng tiến tới cấp độ tam tướng cảnh, uy lực khảo hãn vô cùng. Diệp Phúc trong nháy mắt thông suốt điểm này, lập tức biết Kiều Đỉnh của mình luyện chế thủy chung không thể hoàn mỹ vô khuyết điểm được. Trong lòng hắn không khỏi vui sướng cực điểm, cất tiếng cười to. Hạ lão nhân, ngươi đánh lén ta không trách ngươi, tuy nhiên đại đỉnh của ngươi thuộc về ta. Thân thể Diệp Phúc chấn động, một hỏa đỉnh phóng lên cao, thể tích càng lúc càng lớn, gần như nhồi nhét vào trong hỏa đỉnh của Hạ Cảnh Niên. Đại đỉnh này vừa mới xuất hiện, lập tức giống như nuốt trôi địa khí vô cùng vô tận bên trong hỏa đỉnh. Chỉ thấy đại châu trong đại đỉnh của Hạ Cảnh Niên đột nhiên tan rã ra, điên cuồng dung mãnh hướng vào trong đỉnh của hắn. Diệp Phúc rèn luyện Kiều Đỉnh hao phí rất nhiều tài liệu, hoàn toàn có thể rèn ra 6-7 kiện bất diệt chi bảo. Phẩm bậc của nó vượt xa Kiều Đỉnh Hạ Cảnh Niên, bởi vậy hai đại đỉnh đồng thời va chạm vào nhau, quân của Hạ Cảnh Niên lập tức tan rã, biến thành dinh dưỡng cho đại đỉnh của Diệp Húc. Trong chớp mắt, hỏa đỉnh của Hạ Cảnh Niên kịch liệt thu nhỏ lại, uy lực càng ngày càng yếu đi. Hỏa đỉnh khí bị hỏa đỉnh của Diệp Húc cắn nuốt hơn phân nửa. Chỉ thấy từng tòa sơn hà trên vách hỏa đỉnh của Hạ Cảnh Niên nhanh chóng biến mất, mà bên trong hỏa đỉnh của Diệp Húc, một tòa đại lục chậm rãi thành hình, uy lực của đại đỉnh ngày càng mạnh hơn. Trước mặt Hạ Cảnh Niên, phẩm bậc của hỏa đỉnh kia nhanh chóng giảm xuống. Cho dù hắn liều mạng thúc giục hỏa đỉnh, nhưng chỉ trong vài cái hô hấp, đại đỉnh này đã từ tam tướng chi bảo rơi xuống thành nguyên thần chi bảo, thậm chí còn có xu hướng đi xuống thuần dương chi bảo. Răng rắc một tiếng, trên vách đỉnh xuất hiện những vết sách rậm rạp, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã ra vậy. Tại sao có thể như vậy? Hạ Cảnh Niên vừa sợ vừa giận, khoanh chân ngồi xuống, giận dữ quát lên một tiếng, gương mặt dữ tợn lạnh lùng mà nói: Tiểu tử không ngờ ngươi dám phá hư hỏa đỉnh của ta do ta cực cực khổ khổ mới luyện chế ra được. Hôm nay cho dù Thiên Vương lão tử ở đây cũng không thể nào cứu được ngươi đâu. Kiều Đỉnh hợp nhất, pháp tướng chân thân. Vù vù. Phía sau hắn, từng đại đỉnh bay ra, rầm rầm va chạm vào hỏa đỉnh, cùng dung với hỏa đỉnh, Kiều Đỉnh hợp nhất, 9 đại thần châu trong đỉnh ầm ầm xuất hiện, hướng tới Diệp Húc mà chấn áp tới. Hắn muốn nghiền nát Diệp Húc thành thịt vụn. Cùng lúc đó, phía sau hắn đột nhiên hiện ra một pho tượng pháp tướng thật lớn, giống hắn như đúc vậy, tuy nhiên thể tích lại lớn hơn vô số lần. Đây là một người khổng lồ, mi tâm xuất hiện một đầu nguyên thần thương hạc, quanh thân tràn ngập lực lượng. Nó vừa mới xuất hiện, hư không lập tức bị chấn áp thành từng đợt vặn vẹo. Ao! Người khổng lồ này há miệng giống to, trong miệng xuất hiện một cột tinh khí thô to vài trăm mét, oanh nhập vào bên trong đại đỉnh, thôi phát uy lực của Kiều Đỉnh chấn thần châu tới mức lớn nhất. Một kích này của hắn, uy lực mạnh mẽ, đủ cho hắn dễ dàng oanh sát một tam tướng cảnh pháp tướng kỳ đồng cấp khác. Chỉ thấy đại đỉnh này thể tích càng ngày càng lớn hơn, kịch liệt bành trướng, vách đỉnh ong ong chấn động, hư không sụp đổ một mảng lớn, thanh thế kinh người tới cực điểm. Rầm rầm rầm. Một phía núi rừng to lớn của Hoành Đoạn Sơn Mạch bị Kiều Đỉnh chấn thần châu cứng rắn đè sụp. Những dãy núi, cây cối hết thảy hóa thành bột mịn, một mảnh thổ địa rộng lớn hơn trăm dặm lập tức bốc hơi sạch sẽ, lộ ra dung nham nóng bỏng ở dưới nền đất. Thậm chí những vũ sĩ chung quanh đây trăm dặm cũng có không biết bao nhiêu người bị một kích này của hắn chấn vỡ, biến thành một đoàn xương máu. Cho dù là đại vua tam thần cảnh cũng không thể trốn thoát được, hết thảy đều bị một kích của Hạ Cảnh Niên đánh chết, tính cả nguyên thần hết thảy đều chấn vỡ. Chỉ có một số vũ ít vũ sĩ tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ mới có thể trốn thoát khỏi một kích Kiều Đỉnh chấn thần châu. Phạm vi trăm dặm trống không, không còn gì, chỉ có Hạ Cảnh Niên cùng đại đỉnh trôi nổi trước người của hắn.
Hạ Cảnh Niên động nộ rồi. Cơ Xương Canh luôn chú ý hết thảy chuyện bên này, thấy thế không khỏi hút một ngụm lãnh khí, lẩm bẩm mà nói: Cường giả tam tướng cảnh giận dữ, nổi giận ngàn dặm, mặt đất trầm luân. Lần này họ Diệp gặp nạn rồi. Lý Tông Sơn sắc mặt ngưng trọng, đã không còn thần sắc ban đầu, nhỏ giọng nói: Hạ Cảnh Niên chính là cường giả thế hệ trước, hắn thực sự nổi giận, vừa ra tay tất nhiên long trời lở đất rồi, ngay cả ta cũng khó chống lại được hắn. Diệp Tần tuy rằng thực lực không kém, có thể chống lại Hòa Đỉnh luyện hóa, thế nhưng lúc này đây chín đỉnh của Hạ Cảnh Niên đều xuất hiện, pháp tướng hiện thân, Diệp Tần chỉ sợ khó có thể chống lại được hắn. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, ví dụ như tam tướng chỉ bảo, chỉ sợ Diệp Tần này khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi. Tam tướng chỉ bảo bình thường cũng không thể chống lại được kiều đỉnh của Hạ Cảnh Niên đâu. Trang Cổ Đạo ánh mắt chớp động, thanh âm trầm thấp nói: Theo ta được biết, kiều đỉnh của Hạ Cảnh Niên đã có 5 đỉnh luyện thành tam tướng chỉ bảo, kiều đỉnh hợp nhất uy lực cực mạnh, ngay cả tam tướng chỉ bảo bình thường cũng khó có thể dễ dàng đánh nát được. Diệp Tần khiêu chiến cường giả tam tướng cảnh sao? Thiên Bằng Đại Thánh ánh mắt như điện, trầm giọng nói: Một trận chiến này chấn động chỉ sợ không kém một trận chiến của Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương. Bất kể thắng bại như thế nào, sinh tử thế nào, đều muốn dương danh thiên hạ. Hạ Cảnh Niên khí thế kinh động mọi người, làm cho đại bộ phận ánh mắt của mọi người bị hấp dẫn lại đây, tất cả đều nhìn lại phía Hạ Cảnh Niên. Mà giờ phút này Hạ Cảnh Niên lại khổ đắng cũng không ai biết. Hắn có thể cảm giác được Diệp Húc ở bên trong kiều đình chấn thần châu của hắn, thậm chí giống như một đầu thao thiết ăn không đủ no vậy. Hắn đang không ngừng thôn phệ năng lực trong kiều đình, khiến cho uy lực của kiều đình chấn thần châu không ngừng giảm bớt. Nếu bị tiểu tử này cắn nuốt tiếp tục, kiều đình mà ta trăm cay nghìn đắng luyện chế ra sẽ xong rồi. Hắn cảm giác được năng lượng kiều đình không ngừng xói mòn, phẩm bậc kịch liệt giảm xuống, bộ mặt không khỏi âm độc, nghiến răng nghiến lợi. Hiện giờ Diệp Húc đang ở bên trong đỉnh của hắn, một bộ dạng muốn ăn sạch đây, khiến cho hắn đâm lao phải theo lao, thậm chí không thể phóng Diệp Húc ra khỏi đỉnh được, chỉ có thể cắn răng mà kiên trì. Pháp tướng thêm vào, nhập đỉnh chu ma. Hạ Cảnh Niên quát lớn một liên tục, chỉ thấy pháp tướng phía sau nhấc chân lên một bước vào trong đỉnh. Có thể bức Hạ Cảnh Niên không thể không dùng pháp tướng để giết địch, thực lực của Diệp Tần này không hề kém với Hiên Viên Vô Khuyết mà ta. Thiên Bằng Đại Thánh thấy thế sắc mặt không khỏi kịch biến, nhìn vài vị yêu thánh khác trầm giọng nói: Nếu Diệp Tần này không chết, sau này các ngươi gặp hắn cũng phải nhượng bộ lui binh, không được tranh phong với hắn ta. Hạ Cảnh Niên lão già này không ngờ bị bức phải sử dụng pháp tướng chân thân, xem ra thực lực của Diệp Tần này so với ta tưởng tượng còn cao hơn nhiều. Lý Tông Sơn sắc mặt cũng ngưng trọng, trong lòng yên lặng nói: Diệp Húc có thể bức Hạ Cảnh Niên không thể không sử dụng pháp tướng chân thân, khiến cho địa vị của hắn ở trong lòng mọi người tăng lên kịch liệt, trong lòng mơ hồ trở thành kình địch có thể dẹp ngang Hiên Viên Vô Khuyết và Hạ Đông Dương. Mà ở bên trong đại đỉnh, Diệp Húc tế khởi kiều đỉnh của mình, cắn nuốt 3-4 phần kiều đỉnh khí của Hạ Cảnh Niên. Trong 9 vách tường của hắn, một tòa đại lục sơn hà dần dần hình thành, uy lực càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Hơn nữa, Diệp Húc có thể cảm giác được kiều đỉnh của mình dần dần trở nên hoàn mỹ, vô khuyết điểm. Nếu có thể cắn nuốt hoàn toàn kiều đỉnh khí của Hạ Cảnh Niên, hắn hoàn toàn có thể kiều đỉnh hợp nhất được. Tiểu tử, chết đi cho ta! Dầm vang một tiếng, giữa không trung, Hạ Cảnh Niên pháp tướng đã vào trong đỉnh. Pho tượng này đầu đội trời chân đạp đất, khổng lồ vô cùng. Nó một quyền đấm thẳng về phía Diệp Húc, nắm tay to lớn che kín không gian vài dặm, khiến cho Diệp Húc không thể tránh né được. Sao? Chân thân pháp tướng ư? Diệp Húc không chút hoảng sợ, ngược lại vừa mừng vừa lo. Hắn cười lớn nghênh đón pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Niên, một quyền oanh ra. Hắn cười to nói: Hay, Hạ lão nhân, chẳng những kiều đỉnh của ngươi thuộc về ta hết thảy, pháp tướng của ngươi ta cũng muốn biến thành chất dinh dưỡng cho kiều đỉnh của ta kìa. Mua một tặng một, bút mua bán này mua quả thật không tồi mà. Diệp Húc cười to, một pho tượng đồng nhân phía sau đi vào trong thân thể của hắn, thúc giục Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận. Nắm tay của hắn đánh cho trong đỉnh trở nên một mảnh hỗn độn, cứng rắn ngăn cản lại pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Niên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện
trong các video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.